bạn, thì hiện tại mình đang có mặt tại phòng khám của bác sĩ Kiều Khanh. Thì hôm nay là bên mình đang có một ca thơ mát cuối ngày, thì giờ này thì nó hơi trễ một tí ha. Thì không biết nếu như mà mấy bạn đang có một câu hỏi thắc mắc gì về công nghệ thơ ma thì có thể hỏi trực tiếp trên phần trên trực quan livestream trực tiếp này, thì mình sẽ giải đáp cho các bạn ha, cũng như bác sĩ Khanh cũng sẽ giải đáp cho mình nha. Ơi, thì bác Khanh có thể cho em biết thêm về cái công nghệ này, giống như kiểu là cái quy trình của công nghệ này như thế nào để cho mấy bạn có thể đặt câu hỏi cho bác dễ hơn không? Được không ạ? Thì đối với cái công nghệ mà Thermap này á, là nó là cái công nghệ mà nâng cơ mà dùng cái sóng RF, tức là sóng radio, để nó đưa cái vừa bước sóng mà vừa cái nhiệt kích thích vào trong da để nó làm tăng sinh cái lượng collagen tự nhiên ha. Nó là cái cơ chế mà tự tăng sinh collagen, cho nên sau đó khách hàng trong sẽ trẻ ra, da nó bị bớt đi những cái nếp nhăn chuồn li ti, thì nó làm cho da căng mướt. Công nghệ này thì mình chỉ cần làm một lần duy nhất thôi em, và không cần phải theo liệu trình hết bao nhiêu lần, chỉ cần làm duy nhất thôi là mình đã thấy được cái hiệu quả của nó rồi. Và hiệu quả đẹp nhất là từ tháng thứ 2 cho đến tháng thứ 3. Vậy bác ơi, vậy thì không biết là có một bạn tên là Gia Linh á, thì bạn có để đặt câu hỏi cho bác á, là không biết cái công nghệ này có cần phải dặm lại không, hay là mình có thể đạt mãi á bác? Công nghệ này chỉ cần làm một lần duy nhất thôi em. Thì khi mà mình làm xong một lần đó là từ tháng 2 đến tháng 3 là khách trở nên đẹp nhất rồi. Sau đó thì khách trông sẽ trẻ ra từ 5 đến 10 tuổi. Thì khi mà khách có điều kiện hoặc là có nhu cầu muốn giữ nguyên cái vẻ đẹp đó thì khách có thể thường á, là khi mà nó trẻ ra đẹp ra như vậy thì nếu mà khách cứ giữ nguyên để đó cũng phải từ 3 đến 5 năm thì nó mới, nó không có trả lại như cái cũ nha, tại vì cái cơ chế là nó tăng sinh collagen tự nhiên, cho nên khi mà collagen đã được tăng sinh là nó tăng sinh hoàn toàn, tức là nó đã hình thành ra luôn chứ nó không có bị mất đi. Cho nên sau một thời gian kiểu như mình sẽ không đẹp như cái lúc mà mình mới làm, chứ chắc chắn là mình sẽ trông vẫn trẻ và đẹp hơn so với cái lúc mà mình chưa làm. Dạ. Thì không biết á, cái này á, thì ở độ tuổi bao nhiêu thì mình có thể làm được hả bác? Thông thường là bắt đầu bước vào cái lứa tuổi lão hóa, tức là cái tuổi mà lượng collagen được sinh ra nó trở nên thấp hơn so với lượng collagen mà bị phá hủy đi, là mình có thể bắt đầu nghĩ tới việc là phải dùng cái cơ chế để tăng sinh collagen tự nhiên được rồi. Thì đó là bắt đầu sau 25 tuổi là có thể là suy nghĩ về chuyện để làm cái thơ mát được rồi. Nhưng mà tuổi càng trẻ thì có thể là cái số like mình làm nó sẽ càng thấp. Thì có bạn Bảo Ngọc có đặt cho em một câu hỏi á, thì mẹ em đã căng chỉ vàng cách đây hơn 1 năm thì có thể làm được không á bác? Đối với lại căng chỉ vàng thì bác đang phân vân là nó là chỉ kim loại, có thể là nó rơi vào chỉ không tan á. Thì đối với chỉ kim loại mà không tan thì nó đi nhiệt độ nóng và nó dễ gây phỏng dưới bề mặt da lắm ha. Thì nếu mà nó là chỉ không tan và kim loại thì bác khuyên là không nên làm, không làm được. Còn đối với mà chỉ mà tự tan, tức là chỉ tiêu được á, thì khoảng sau 1 đến 2 năm nếu mà nó tan chỉ hoàn toàn rồi thì mình có vẫn làm cái phương pháp thì bình thường ha. Mình chào bạn Như Binh Kỳ ha. Thì theo như các bạn, những gì mà bác chia sẻ nãy giờ thì không biết là có bạn nào có câu hỏi để thắc mắc để đặt thêm cho bác không? Tại vì bên em cũng đang muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi của khách hàng một tí nè. Thì không biết là có một bạn đặt câu hỏi cho em thì không biết là làm xong có thấy kết quả liền không á bác? Đối với cái phương pháp này khi mà mới vừa làm xong tức thì á, thì tùy vào cái cơ địa cũng như cái đáp ứng của khách hàng thì nó sẽ cải thiện được khoảng từ 20 đến 30% ha, tức là vừa làm xong mình cũng sẽ thấy nó cải thiện một phần liền luôn á. Nhưng mà cái mức độ cải thiện đẹp nhất 100% nó sẽ rơi vào khoảng tháng thứ 2, tháng thứ 3 nha. Dạ. Nếu như mà ở độ tuổi bao nhiêu thì cái này nó sẽ phù hợp hơn quá bác? Thì thường thường bác vẫn hay khuyên đó là rơi vào khoảng tầm bắt đầu 30 tuổi. Dạ. Mình có thể nghĩ tới là bắt đầu để mình làm cái liệu trình này là được rồi. Nếu như mà công nghệ này mình có thể kết hợp thêm cái gì để da dẻ mình nó sẽ càng đẹp hơn không? Hay là mình chỉ cần làm mỗi cái
này không thôi á là mình sẽ thấy da mình nó cải thiện nhiều rồi hả bác? Cái công nghệ này là cái công nghệ mà xóa nhăn với lại nâng nâng cơ, cũng như là làm cái cơ chế là dùng sóng RF đưa cái nhiệt độ vào để nó làm tăng sinh cái lượng collagen tự nhiên trên bề mặt. Cho đến khi mà làm xong, khách hàng sẽ thấy là da được căng lên nè, cái độ săn chắc của da cũng được cải thiện và da không có bị trùng nhão nữa, không có bị chảy xệ nữa. Thì thường thường nếu mà khách hài lòng với cái đó thì khách để da như vậy. Nhưng mà bác vẫn khuyên là nếu mà về thì khách vẫn nên có những cái mà bước skin care thông thường, ví dụ giống như là chống nắng hàng ngày, rửa mặt vệ sinh da kỹ, được thì mình có thể là đắp mặt nạ hoặc dùng thêm những cái serum dưỡng như là serum HA hoặc là serum C ha. Dạ thì bác ơi, thì cái này cũng có nhiều câu hỏi cho giống như những bạn trẻ, thì bạn đó hỏi em á là em muốn làm riêng vùng mắt thôi có được không ạ? Ý là bạn cũng muốn làm từng vùng riêng của những khuyết điểm trên khuôn mặt của bạn á. Được em, tại vì cái này thì tùy vào nhu cầu của khách hàng. Có những khách hàng người ta sẽ lựa chọn làm hết toàn mặt, có những khách hàng thì chỉ muốn giải quyết từng vùng, ví dụ riêng vùng mắt rồi riêng vùng rãnh mũi má hoặc là riêng vùng má, thì cái đó là tùy nhu cầu khách hàng. Nhưng mà đối với bác thì bác vẫn khuyên là khi mà thực hiện làm thì mình nên làm hết toàn mặt luôn, nó sẽ dễ hơn, tại vì nó sẽ nâng cơ rồi nó sẽ hóa đều đồng đều hết trên khuôn mặt của mình. Dạ, vậy là công nghệ này vừa mình có thể làm từng vùng theo ý mình muốn và theo mong muốn của khách hàng, mình vừa không xâm lấn phẫu thuật và khi mà làm xong cũng không cần nghỉ dưỡng đúng không bác? Đúng. Dạ. Thì hiện tại bên em vẫn còn đang có rất là nhiều chương trình ưu đãi cho dịch vụ Thoma và cũng như các dịch vụ chăm sóc da khác. Thì nếu như những khách hàng đang có quan tâm về dịch vụ Thoma và các dịch vụ da khác thì cứ để lại inbox hoặc là để lại số điện thoại bên em, thì đội ngũ chuyên viên tư vấn của bác sĩ Kiều Khanh sẽ inbox trực tiếp và riêng của bác sĩ Kiều Khanh cũng sẽ tư vấn trực tiếp cho khách hàng nha. Dạ, vậy nếu như mà được thì em xin kết thúc livestream tại đây. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ạ.